Sáng 30 tháng 8, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 67,7 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 68,3 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 67,3 và 68,2 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 29 tháng 8, giá vàng mua vào và bán ra tại Doji giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang duy trì ở mức 900.000 đồng một lượng. Sáng 30 tháng 8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang là 1.934,4 đô la Mỹ một ounce, tăng 14,7 đô la Mỹ một ounce so với đầu phiên giao dịch. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ bằng 24.350 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 56,75 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,4 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 30 tháng 8.